Chiều 28 tháng 7, ông Nguyễn Thành Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Phước cho hay vào sáng nay, một chiếc xe tải chở thùng phi xăng dầu mang biển kiểm soát 79C đang lưu thông trên đường thì bỗng bốc cháy dữ dội. Sau khi phát hiện lửa cháy trên xe, tài xế đã cho xe tấp vào một khu đất trống bên cạnh quốc lộ 1 rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cabin xe. Thời điểm này, những thùng phi chứa xăng cháy càng lớn hơn, đám cháy dần lan rộng bao trùm chiếc xe, lửa bốc cao đã khiến một dây điện trung thế bị đứt, vắt ngang qua quốc lộ. Nhìn thấy sự việc lúc đi ngang qua đám cháy, ông Nguyễn Hữu Vân, 59 tuổi, người dân xã Vạn Phước đến đưa dây điện ra khỏi đường thì không may bị điện giật, tử vong tại chỗ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vạn Phước cũng cho biết tài xế trên chiếc xe tải bị bỏng và đang chữa trị ở bệnh viện, chiếc xe tải bị cháy trơ khung.